Ông Hạnh mến chào khán giả vào buổi sáng hôm nay. Ông Hạnh mến chúc khán giả được vui vẻ và an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu nha. Và đây là một chiếc xà lan chở những thùng hàng container của Sài Gòn, chở chiều ngang 5 thùng lớn và chiều dài 5 thùng lớn, rất là nhiều hàng luôn á. Và vượt qua kênh Chợ Gạo và về hướng rạch Nhậm Tị Hôn và về Sông Tiền mẹn. Thường những chiếc xà lan của Phước Long và của Long Sơn chở hàng rất là nhiều. Những chiếc xà lan lớn vậy chở hàng nhiều thì cabin và sau phút sát rất là nhỏ các bạn. Trên mặt nước là có những nhánh lục bình xanh biếc rất là đẹp luôn các bạn. Và đây là cái chiếc xà lan của Trà Vinh đó các bạn, nhỏ chở hàng là trùm mũ rất là kín nha, sợ trời mưa. Để có một chiếc xà lan nhỏ chạy rất là lẹ luôn các bạn. Xà lan này của An Giang. Đây có một chiếc xà lan chở cá này chạy ở Long An, chạy về kênh Chợ Gạo này các bạn. Xà lan chở cá này màng nước 28 nha, của Bến Tre. Rồi phía sau đây cũng có một chiếc xà lan chở cát nữa nè, rất là lớn, lớn hơn chiếc hồi nãy. Nói chiếc này mạng nước 3m4, rất là lớn luôn. Mũi xà lan rất là cao luôn nè các bạn, so với chiếc phía trên nha. Chạy rất lẹ luôn, vượt qua xà lan nhỏ phía trên luôn nè các bạn.
hiện nay cũng cua lên đình nhầm kỳ hôn nè, nhìn gà quá lớn luôn các bạn. Vô qua xà lan cát nhỏ phía trên luôn. Rồi bo lên thiết đặt nhầm cái hôn luôn. Kênh trời gào đây là một cái co rất là gấp luôn các bạn. Phía cái đây là có một chiếc xà lan hầm của An Giang đang chở hàng, là đang chạy về hướng thịt nhầm kỳ hôn luôn. Đây có một chiếc xà lan chở đá của Trà Vinh nè các bạn, và đang chạy kênh Trà Gạo chạy về sông của Mê Công nha. Hiện đây là chiếc xà lan chở cát của Đồng Tháp nè các bạn, đang chạy vừa tới cầu dây của Chợ Gạo nữa. Nay nước có nửa dòng sông mà xà lan chạy hơi ít hơn mọi khi các bạn. Một khi nước lớn đầy trung con nước là xà lan chở hàng xuôi ngược hai chiều rất là nhiều luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hành Miền Tây, và em xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.